Lee Jong-suk tiết lộ động lực duy nhất để vượt qua khó khăn trong Big Mouth. Trong Big Mouth, nhân vật Park Chan-ho do Lee Jong-suk thủ vai đã phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm. Big Mouth là dự án đánh dấu sự hợp tác của bộ đôi visual Lee Jong-suk và Im Jo-na. Phim xoay quanh vợ chồng Park Chan-ho, Lee Jong-suk và Go Mi-ho, Im Jo-na. Nếu người chồng là một luật sư bình thường với tỷ lệ thắng án chỉ chiếm 10% thì người vợ lại là nữ y tá thông minh và tháo vát. Tuy nhiên, Park Chan-ho vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn. Sau đó, anh phải tự nhận bản thân là Big Mouth để bảo vệ gia đình, bản thân và có thể lột trần âm mưu xấu xa. Nam diễn viên Lee Jong-suk đã có nhiều chia sẻ về vai diễn lần này. Theo chàng tài tử, động lực lớn nhất và duy nhất giúp Park Chan-ho vượt qua hiểm nguy chính là gia đình. Thời điểm còn là luật sư, anh đã dốc hết lòng, hết sức để bảo vệ tổ ấm của mình. Sau đó, dù bị bắt vào tù, chính khao khát quay về với người thân đã đánh thức bản năng sinh tồn trong Park Chan-ho để anh có thể sống sót. Đồng thời, Im Jo-na cũng cho biết khi tất cả mọi người đều nghi ngờ Park Chan-ho, chỉ có Go Mi hoặc là về phe anh. Cô cũng là người hiểu rõ anh nhất nên dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn trao niềm tin tuyệt đối dành cho chồng. Niềm tin vô hình ấy đã giúp Park Chan-ho và Go Mi-ho phối hợp ăn ý. Thậm chí, Lee Jong-suk còn nhận xét vợ chồng Park Chan-ho có thể thấu hiểu suy nghĩ của đối phương mà không cần nói ra. Big Mouth ngày càng gay cấn nên nhận được rất nhiều sự chú ý. Bộ phim hấp dẫn này cũng góp phần làm vực dậy rating cho đài MBC. Kể từ khi phát sóng, phim đạt mốc 10.8% sau đó, tác phẩm tăng dần qua từng tập. Đến 26 tháng 8 ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc là 11.5% với việc rating đạt hai chữ số, Big Mouth đã giúp đài MBC thoát khỏi tình trạng ế ẩm. Hiện, phim vẫn đang được phát sóng trên đài MBC lúc 21:50 vào mỗi tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần.